diệt Long Đế chương 2377 vừa mới bắt đầu. Đúng vậy, tình huống trước mắt là như vậy. Thám báo thật khẳng định nói, con ngươi bàn vũ thấm chuyển động vài vòng, trầm quát. Lập tức truyền tin cho đám người tả khâu lộ, hiến Vương, để nàng tới nơi u yến với tốc độ nhanh nhất. Ngươi nói cho các nàng, nói chúng ta rất có thể sẽ thắng. Vù. Hào quang của thần tượng thành không ngừng lóng lánh, Vưu tinh đại đế cảm ứng năng lượng thần tượng thành tiêu hao rất nhanh, hắn hoàn toàn luống cuốn. Giờ phút này hắn ở trong thành, không thể phóng thích công kích quá cường đại, chỉ có thể tuôn ra ít khí tức ác ma ra ngoài, như vậy không thể đánh chết tiểu bạch. Hắn không dám ra ngoài, lục ly ở phía sau như hổ rình mồi. Tiếp tục như vậy, thần tượng thành sẽ bị phá, kết cục đợi hắn chỉ có thể là chết. Dừng lại, lục ly để con tiểu thú này dừng lại. Vưu tinh đại đế truyền lời ta có thể lập tức cưỡi thần tượng thành rời đi, ta có thể lập tức quay về ác ma giới, vĩnh viễn không xâm lấn thần giới nữa, như thế nào? Chỉ số thông minh của ngươi đâu? Lục ly lạnh như băng đáp lại. Ngươi làm đại đế ác ma giới, chỉ số thông minh của ngươi cũng bị linh thú của ta gặm cắn rồi sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha ngươi sao? Ngu ngốc! Đừng ép ta! Vưu tinh đại đế rống giận nói. Thần tượng thành có thể tự bạo, thành trì này là hồng linh thiên bảo một khi tự bạo tiểu thú của ngươi sẽ chết với ngươi mọi người cùng nhau xong đời đừng ép ta trí chướng lục ly không nói gì trận trắng mắt nói ngươi tự bạo đi nếu có thể nổ chết ta ta nhận mệnh mau tự bạo thành trì lớn như thế hồng linh thiên bảo mạnh như thế tự bạo khẳng định sẽ rất dễ nhìn hay ta đến gần thành trì ngươi tự bạo thử xem có thể nổ chết ta không quan mang của thần tượng thành càng ngày càng yếu, có thể còn bao nhiêu năng lượng. Cho dù tự bạo, với cường độ thân thể hiện tại của hắn, cường độ thân thể của Tiểu Bạch, có thể nổ chết bọn họ sao? Vù! Tiểu Bạch lại bị nổ bay. Nó rất nhanh lại bay lên, liên tục gặm cắn lần. Hào quang thần tượng thành đột nhiên lóng lánh phi thường chói mắt, cấm chế bên ngoài kịch liệt dao động, rõ ràng nhanh không chịu nổi. Trong mắt lục ly vọt ra ánh sao, gầm lên tiểu bạch thối lui đến chỗ ta chiêu chiêu tiểu bạch bay ngược xuống lục ly nâng dậy chiến đao hàng phong đột nhiên đánh xuống một luồng đao mang kinh thiên sáng lên sau khi xoay vòng ba lượt bổ mạnh lên thần tượng thành ầm thần tượng thành lại sáng lên hào quang chói mắt sau đó ầm ầm chia năm xẻ bảy vô số ác ma bên trong bắn ra thần tình hoảng sợ và kích động còn có không ít ác ma bị sóng âm công kích đánh trúng bị nổ thành sương máu Vù Một thân ảnh dán đến Thân mình như ẩn như hiện Với tốc độ khủng bố bay ra xa Lục ly tập trung lên ác ma này Cười ha hả nói Vưu tinh lão ma Còn muốn trốn Chết đi Xuy xuy Lục ly lần nữa phóng ra sát đế quỷ trảm Thoải mái tập trung lên vưu tinh đại đế Một luồng uy lực áp chế thiên địa khủng bố trấn áp ra Tốc độ vưu tinh đại đế giảm mạnh Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn đao mang bay đến, biên cuồng rống to. Lục Ly, tổ thần ác ma giới chúng ta là một trong những thủ lĩnh của 36 thế lực. Ngươi dám giết ta, trừ phi cả đời không đi nhị trọng thiên, nếu không, ngươi sẽ chết không thể nghi ngờ. Ầm. Uhm. Trả lời Vưu Tinh đại đế là đao mang kinh thiên đánh xuống thật mạnh, nổ tung thân mình hắn thành xương máu, thịt nát đầy trời bay tứ tung. Đại đế ác ma giới, Vưu Tinh, chết. Đại đế đã chết rồi. Vô số ác ma bị dọa choáng váng, vốn bọn họ sợ rằng sẽ không chịu nổi một ngày, hiện tại cái trắng cuối cùng cũng không còn, thần tượng thành tan nát. Vưu tinh đại đế mà bọn họ xem như là tồn tại chủ thần lại bị một chiêu của lục ly đánh chết. Tất cả ác ma đều kinh hãi, không còn ý chí chiến đấu gì. Trốn đi. Tất cả ác ma, chính là bác dực ác ma còn lại, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là phải lập tức trốn đi. Thoát đi rất xa, trốn về ác ma giới đi. Nếu không tất cả ác ma đều sẽ chết ở thần giới. Vù. Bác dực ác ma này phản ứng nhanh nhất, lập tức bỏ chạy về phía tây, mặc kệ giờ đang ở đâu, chạy trốn về phía tây luôn đúng nhất. Chỉ cần bỏ chạy đến ác ma hải vực, mới có cơ hội trở về ác ma giới. Một bộ phận bác dực ác ma chạy trốn, ác ma còn lại đều phản ứng lại, vô số ác ma trốn theo. Nhưng vẫn có vài ác ma bay vụt đến chỗ lục ly, Bọn họ muốn báo thù thay vưu tinh đại đế. Cho dù chết cũng phải cắn một miếng thịt trên người lục ly. Vù. Một thân ảnh màu trắng từ dưới bay vụt lên, tốc độ của nó quá nhanh, khiến rất nhiều ác ma đều không kịp phản ứng. Nó bay lên đầu bác giựt ác ma. Miệng nhỏ nhắn cắn lên, bác giựt ác ma kia kêu thảm thiết, ác ma còn lại nhìn lướt qua, nhìn thấy bác giựt ác ma kia mất đầu, một con tiểu thú màu trắng đang điên cùng gặm cắn bác giựt ác ma. Vù lục ly phóng thích ra vô số hư không trùng trong thiên tà châu bao phủ mình lại những hư không trùng này cũng không công kích chỉ đang bảo hộ lục ly lục ly rất rõ ràng mình hiện giờ suy yếu ra sao hắn còn có thể gắn gượng không hôn mê hoàn toàn là bởi vì hiện giờ quá nhiều ác ma nếu hắn hôn mê những ác ma này sẽ vọt tới như vũ bảo cho dù có tiểu bạch và hư không trùng cũng không bảo hộ được hắn trùng 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 ma phóng trùng trốn đi. Vốn có mấy bác dực ác ma muốn liều mạng với lục ly, nhìn thấy tiểu bạch hung tàn như thế, sau đó lục ly lại phóng ra trùng, không còn chút ý chí chiến đấu, đều bỏ chạy về phía tây. Hư không trùng, đuổi giết về phía tây. Lục ly hạ lệnh, mấy ngàn vạn hư không trùng thổi quét qua. Lục ly lấy ra thần sơn đuổi theo, trong cơ thể hắn rất nhanh phóng thích hư không trùng. Nhưng đuổi giết gần vài trăm dặm, lục ly liền ngừng đuổi giết, cũng thu lại hết hư không trùng hắn còn gọi Tiểu Bạch trở lại. Bởi vì hắn sắp hôn mê, nếu còn không tìm nơi ẩn nút, hắn sẽ bị bao vây trong cục diện phi thường nguy hiểm. Nguy hiểm này không chỉ phát ra từ ác ma, mà càng phát ra từ phía nhân tộc. Đám người tả khâu lộ cố ý kéo dài thời, thật rõ ràng muốn hắn và vư tinh đại đế lưỡng bại câu thương, bọn họ ngư ông đắc lợi. Nếu dược lực trong cơ thể lục ly tiêu tán hết, thân thể bị phản vệ nghiêm trọng, chiến lực của hắn đã không còn bằng ba bốn thành thời kỳ đỉnh phong, đám người tả khâu lộ khẳng định tìm cơ hội giết chết Lục Ly. Bởi vì tồn tại như Lục Ly đã phá vỡ cân bằng của thần giới, cướp đi quyền lợi của bọn họ. Vù Một thân ảnh bay ra xa xa, Lục Ly mệt mỏi nhìn lướt qua, khóe miệng lộ tươi cười thản nhiên. Sau khi bay đến thần Sơn, hắn mới mở miệng nói Vũ thấm, chuyện tiếp theo phải xem các nàng rồi. Ừm, um, chàng đừng quản bàn vũ thấm hé môi nhìn sắc mặt tái nhợt của lục ly nàng cũng không nhiều lời rất nhanh nói hiện tại chàng có hai nơi có thể đi một là bí cảnh nơi đó chỉ ta biết cho dù là cha ta cũng không biết một là trong hư không ta có biết một nơi phi thường bí mật cơ hội bại lộ phi thường nhỏ bé bí cảnh lục ly lắc đầu bí cảnh nối tiếp nơi u yến phỏng chừng chỉ có bao nhiêu một khi đám người tả khâu lộ triệu tập lượng lớn thám báo tra xét rất có thể bị phát hiện. Trong hư không thật ra là ý kiến không tồi, bởi vì hư không quá lớn, muốn tìm một người quá khó khăn. Đúng rồi. Đôi mắt lục ly vừa chuyển, hắn nhớ tới đường hầm thời không trong hư không. Nếu có thể đi vào trong đường hầm thời không đó, có thể tuyệt đối an toàn. Thời gian trôi qua trong đường hầm thời không thật chậm, ở trong ngây ngốc mấy chục vạn năm, thương thế vẫn sẽ tốt hơn đi. Nhưng hắn có thể kiên trì đến đó sao? nghĩ đến trình độ suy yếu của tinh thần hiện giờ dược lực còn sắp tiêu tán chờ dược lực tiêu tán sẽ có phản vệ phi thường khủng bố đến lúc đó lập tức hôn mê thậm chí tử vong đi không được lục ly khẽ lắc đầu nghĩ nghĩ nói đi nơi gần nhất tả phỏng chừng còn có thể kiên trì một giờ đi theo ta bàn vũ thấm thật rõ ràng tình trạng của lục ly nàng chỉ phía tây nói bay bên kia bay nửa canh giờ là được vù thần sơn hóa thành một luồng lưu quang bay về phía tây lục ly dọc đường đi không ngừng trắng nuốt bổ dược mặc kệ là bổ dược thiên địa linh dược dù sao ăn vào vẫn sẽ có tác dụng với thân thể đến lúc đó có lẽ cứu hắn nửa mạng ăn vào cửu diệp thần lăng này bàn vũ thấm lấy ra một gốc cây linh dược giải thích nói địa thần dược hẳn sẽ có trợ giúp với thân thể ngươi đây là bổ sung căn nguyên sinh mệnh được lục ly nuốt vào bụng tùy cơ bế quan ngồi xếp bằng luyện hóa thần dược này vừa vào cơ thể hắn liền cảm giác cả người lạnh lẽo khiến tinh thần hắn chấn động hắn biết đây tuyệt đối là thần dược cao cấp nhất vội vàng vận công luyện hóa chỉ là theo thời gian trôi qua cho dù lục ly ăn nhiều linh dược như vậy hắn vẫn cảm giác thân thể và linh hồn ngày càng mệt mỏi nửa canh giờ rốt cuộc trôi qua bàn vũ thấm đánh thức lục ly mang theo lục ly tiến vào một sơn động trong sơn động có một truyền tống trận, Lục Ly nhìn lướt qua, hỏi. Cứ tiến đến truyền tống trận. Đúng vậy. Bàn Vũ Thấm gật đầu nói. Đây là ta tự tu kiến, không ai biết truyền tống trận này sẽ truyền tống đi đâu. Lục Ly cười miễn cưỡng, xem ra bàn Vũ Thấm đã sớm chuẩn bị vì hôm nay. Hắn cũng không nói lời tạ ơn, ông Tiểu Bạch tiến vào trong truyền tống trận. Một luồng bạch quan hiện lên, Lục Ly xuất hiện trong sơn động. Sơn động này ở dưới nền đất, bên này còn có một truyền tống trận. Đi. Bàn vũ thấm nhìn thấy mí mắt lục ly sắp không mở ra được, nàng vội vàng mang theo lục ly tiếp tục bước vào trong truyền tống trận. Sau khi truyền tống, bọn họ xuất hiện ở dưới con sông lớn, sau khi lục ly truyền tống đến đây, đã ở trạng thái bán hôn mê. Kiên trì thêm một chút. Bàn vũ thấm mang theo lục ly tìm hành, tiến vào một chỗ động đáy sông. Hầm ngầm này phi thường bí mật, cho dù là trí tôn thần giới bình thường sợ cũng không thể dùng thần niệm phát hiện. Vì sơn động có tồn tại ảo trận thiên nhiên. Tiến vào trong ảo trận, nơi này xuất hiện một cửa nhỏ, bàn vũ thấm nói với lục ly. Nơi này là một bí cảnh, bên trong ta đã kiểm tra, không có nguy hiểm gì. Sau khi chàng đi vào, ta sẽ hủy diệt cửa ra vào, trong đó một truyền tống trận một hướng đi, có thể truyền tống ta. Lục ly, ta cần ở ngoài ứng phó cục diện về sau, Ngươi nhất định phải chống đỡ bên trong Chàng tuyệt đối không thể chết Biết không Đáp ứng ta Yên tâm đi Lục ly ta tuổi mèo Có chính cái mạng Lục ly sắp không mở nổi mắt Giang nan mở miệng Bàn vũ thấm đưa lục ly vào cửa động Dặn dò tiểu bạch Tiểu bạch Chăm sóc tốt chủ nhân ngươi Bảo vệ chủ nhân ngươi đừng chạy loạn Biết không Vù Lục ly và tiểu bạch tiến vào trong cửa động Bàn vũ thấm đánh ra một chưởng đánh vỡ nát cửa động. Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài, thở dài. Ác ma xem như bình ổn rồi, nhưng đối với nơi u yến, chiến đấu sợ là mới bắt đầu. Vưu tinh lão ma đã chết, đại quân ác ma đang chạy tán loạn. Một tin tức như xuân phong tản ra khắp nơi u yến, gần mấy ngày đã truyền khắp nơi. Vô số con dân nơi u yến đích xác nhìn thấy rất nhiều ác ma từ trên cao bay qua, thậm chí một ít ác ma còn bay lên đỉnh đầu bọn họ. Những ác ma này cũng không dám dừng lại Cũng không dám ma hóa những võ giả bên dưới Nhóm ác ma hoàn toàn sợ hãi Cũng không còn ham chiến nữa Lần này xuất chinh hơn triệu ác ma Hơn trăm bát dực ác ma Bốn thập dực ác ma Hiện tại thập dực ác ma đã chết hết Bát dực ác ma chỉ còn không đến 30 Đại quân ác ma chỉ còn có hơn 1.000 vạn Quan trọng nhất là Vưu tinh đại đế như chủ thần trong lòng bọn họ đều đã chết trận tính nhiệm duy nhất chống đỡ bọn họ đã sụp đổ đã không còn tính niệm ai có thể tiếp tục chiến đấu trong khoảng thời gian này ở trong thần tượng thành nội tâm chúng nó chịu dày vò hiện tại đều nhớ cố hương trở lại ác ma giới nhóm cường giả nhân tộc nơi u yến được điều động bọn họ cũng không mạo muội ngăn chặn đám đại quân ác ma chỉ là một bộ phận bay đi ác ma hải vực đại bộ phận bảo hộ nơi u yến phòng ngừa ác ma liều mạng tập kích giết con dân nhân tộc xung quanh cường giả thần giới đều chạy đến nơi u yến tả khâu lộ tự mình mang theo nhóm cường giả đuổi giết với chiến lực của tả khâu lộ bác dực ác ma bình thường có thể đánh chết không có địch thủ lục ly mất tích bàn vũ thấm và trì hy nhi cũng mất tích theo bàn vũ thấm giao hệ thống tình báo cho diệp khai dù sao ác ma đã tan tác công tác hệ thống tình báo cũng đơn giản rồi đại quân nhân tộc đuổi giết về phía tây mặt khác thanh trừ ác ma còn sót lại nơi u yến và thần giới Tả khâu lộ dọc đường triệu tập đại quân võ giả, hắn cũng không phái binh chặn đường, cũng không đuổi giết quá hận độc, chỉ là chặn đường đại quân ác ma từ phía sau, ngẫu nhiên mang đại quân công kích một phen. Ác ma giới lần này nguyên khí đại thương, cho dù một ngàn vạn ác ma trốn về trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục nguyên khí, sợ là mấy chục vạn năm cũng không thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong. Đồng dạng, thần giới cũng nguyên khí đại thương, tuy tốc độ sinh sản của nhân tộc rất nhanh, nhưng số lượng cường giả không đến mấy vạn năm là không thể khôi phục lại tám phần lúc trước. Muốn xuất hiện nhiều trí tôn thần giới như ban đầu, phỏng chừng không có mấy chục vạn năm cũng không thể đạt đến. Càng là cường giả cao cấp, càng khó sinh ra, tỉ như cơ đại nhân, như lục ly. Một ngàn vạn võ giả mới sinh ra một đại năng siêu cấp thần giới, một vạn đại năng siêu cấp thần giới mới sinh ra một trí tôn thần giới, bao nhiêu trí tôn thần giới mới có thể sinh ra một cơ đại nhân hay lục ly. Dường như tất cả chí công thần giới đều đi đuổi giết đại quân ác ma Yến Vương cũng không đi theo, mà trở về Yến Vương tọa trấn Đây là kết quả sau khi bàn vũ thấm đưa tin cho Yến Vương Bàn vũ thấm thật hiểu biết tứ đại thế lực siêu thần Sợ bọn họ âm thầm dở trò quỷ Nếu thiên địa thần trận của nơi U Yến âm thầm bị hủy diệt Vậy cửu đại thần vương nơi U Yến sợ là đừng mong ai còn sống Cho nên, cho dù đám người tả khâu lộ có dị thường Yến Vương cũng rời khỏi đại quân, tự mình trở về Yến Vương Phủ, chỉ cần bảo vệ thiên địa thần trận, sẽ bảo vệ được nơi ưu yến. Bàn vũ thấm đang nghe chuyện trên TV audio CV mang theo trì hy nhi ẩn núp, sợ cường giả thần giới bí quá hóa liều, bắt nàng thẩm vấn. Chỉ cần hành tung của Lục Ly không bại lộ, chỉ cần trạng huống của Lục Ly không ai biết, đám người tả khâu lộ khẳng định sợ ném chuột vỡ bình. Tự nhiên cũng không dám sàng bậy, chờ Lục Ly khôi phục lại, đại cục đã định ra sức đánh lúc xa cơ thất thế. Càng ngày càng nhiều võ giả nhân tộc hành động, đều lao lên từ dưới mặt đất, gia nhập vào đội quân đuổi giết ác ma. Phía sau nhiều đại quân nhân tộc như vậy, đám ác ma lại càng không dám dừng lại. Khí tức ác ma cũng không dám phóng thích, sợ làm tức giận võ giả nhân tộc, đuổi giết bọn họ đi ác ma giới. Sau hơn nửa tháng, đại quân ác ma đã rời khỏi nơi u yến, tiến vào ác ma hải vực. Tất cả cường giả và con dân đều như trút được gánh nặng, ít nhất không cần lo lắng đám ác ma ma hóa con dân nhân tộc, con dân nơi u yến xem như hoàn toàn an toàn. Yến Vương cũng yên tâm, bọn người tả khâu lộ ra khỏi nơi u yến, hơn nữa tất cả trí tôn thần giới đều ở đây, cũng không phát hiện trí tôn thần giới lẻn vào nơi u yến. Chỉ cần thiên địa thần trận không phá, nơi u yến sẽ an toàn. Xem ra đám người tả khâu lộ vẫn có chút lương tri, cũng không dám sàng bậy. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì lục ly, dù sao, hiện tại tình huống của lục ly không rõ ai dám sàng bậy vạn nhất lục ly tường an vô sự đám người tả khâu lộ dám sàng bậy sau này khẳng định bị lục ly xé xác vô số con dân nơi u yến vui mừng không xiết vô số người đều đi vào hầm ngầm tụ tập một chỗ chúc mừng đại thắng cũng chúc mừng thần giới vượt qua tai ương diệt thế tin tức truyền đến tây hải và nam hải rất nhiều người rụt rịch trở về nhưng yến vương truyền tin để mọi người an tâm chờ đợi dù sao động vật biển có quá nhiều, thật dễ dàng bị giết. Gia tộc dời đi trong tiểu thế giới bí cảnh cũng đi ra hết, vì sao tốc độ nhanh như vậy? Thật rõ ràng là bọn họ có sắp xếp thám báo bên ngoài. Bọn họ đi ra không phải vì truy kích và tiêu diệt ác ma, mà vì tranh địa bàn. Lần này thần giới gặp đại kiếp nạn như thế, cường giả chết hơn 8 phần, số lượng quân sĩ giảm mạnh hơn phân nửa, vô số đại gia tộc bị giết. Nói cách khác, rất nhiều địa bàn biến thành không có vật chủ. Khối bánh ngọt lớn như vậy, ai không muốn? Ai đi ra trước chiếm tiên cơ, trước chiếm tài nguyên bảo địa, sau này cho dù phun ra ít địa bàn hay tài nguyên bảo địa, cũng còn lại rất nhiều không phải sao? Đại quân ác ma bị đuổi giết lâu như vậy, chỉ chém giết không quá trăm vạn quân sĩ, có thể thấy được hiệu suất làm việc của đám người tả khâu lộ. Đương nhiên, trong đại quân ác ma còn có không ít bác dực ác ma. Tả Khâu lộ cũng sợ bắt giật ác ma trong lúc giải dụ sẽ liều chết một trận bảo tồn thực lực. Tả Khâu lộ thật rõ ràng đang bảo tồn thực lực. Phía nhân tộc tổn thương quá lớn, giết chết hơn ngàn vạn ác ma không có ý nghĩa quá lớn với nhân tộc, có thể bảo tồn một ít thực lực mới có thể tranh giành được nhiều lợi ích bên trong. Thời gian lại trôi qua nửa tháng, rất nhiều đại quân ác ma đã vào trong vực sâu tội ác, bộ đội tiên phong đã đi vào ác ma giới. Tả Khâu Lộ hạ lệnh bắt đầu tổng tiến công, trận chiến cuối cùng tận lực lưu lại càng nhiều ác ma, Tả Khâu Lộ mang theo tất cả cường giả nhảy vào trong vực sâu tội ác. Rất nhiều cường giả ác ma đã đi vào ác ma giới, còn lại đều là quân sĩ ác ma bình thường. Cường giả thần giới gần như đều vọt vào, kết cục trận chiến này đã định sẵn, chỉ là xem giết được bao nhiêu ác ma mà thôi. Sau 3 ngày, một tin tức truyền vào nơi u yến, chấn kinh mọi người. Tin tức truyền ra, Ác ma giới chạy ra rất nhiều bát dực ác ma, liều chết tiếp ứng đại quân ác ma. Tuy cuối cùng bị đám người tả khâu lộ liều mạng công kích, bộ phận lớn ác ma bị đánh chết, tất cả ác ma bỏ chạy về ác ma giới, nhưng phía nhân tộc vẫn chết thảm trọng. Phía nhân tộc bị chém giết hơn 10 chí tôn thần giới, bác đại thần vương nơi u yến bỏ mình, toàn bộ. Bịch Lăng thanh diễn đánh rơi cái chén trong tay, trên mặt đều là vẻ âm trầm, hơn nửa ngày mới phun ra hai chữ, thật hận giải quyết tận gốc bàn vũ thấm và lăng thanh diễn vẫn đề phòng đám người tả khâu lộ phá hư thiên địa thần trận lại không nghĩ rằng lá gan bọn họ lại lớn như vậy lại trực tiếp giải quyết tận gốc xử lý hết bác đại thần vương chiến lược của bác đại thần vương cũng không quá mạnh nhưng nhờ thiên địa thần trận chiến đấu cũng miễn cưỡng thông qua có thể chống lại tứ đại thế lực siêu thần nhưng chiến lược của bác đại thần vương cũng không quá kém chí tôn thần giới phía tả khâu lộ cũng không quá nhiều trong mắt đám người yến vương tả khâu lộ tuyệt đối không dám sàng bậy lại không nghĩ rằng tả khâu lộ thật dám sàng bậy còn ra tay hận độc như vậy nếu muốn thoải mái phục kích diệt sát bác đại thần vương ít nhất phải hai ba mươi thần vương cùng nhau động thủ từ điểm này có thể thấy được chí tôn thần giới bên này gần như đều đã động thủ chí tôn thần giới các thế lực lớn cũng không nhiều nếu chỉ là cường giả của tứ đại thế lực siêu thần khẳng định giết không hết bác đại thần vương. Ít nhất cũng không có biện pháp thoải mái đánh chết, có lẽ sẽ có một hai thần vương trốn trở về. Lục Ly còn chưa chết. Nhóm người này lại dám lập tức động thủ, nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ đều bị tứ đại thế lực siêu thần an bài rồi, nói rõ bọn họ không sợ Lục Ly trả thù. Nói rõ bọn họ hoàn toàn đứng về phía tứ đại thế lực siêu thần, không ai xem trọng Lục Ly cũng không phải nói tứ đại thế lực siêu thần đánh chết bác đại thần vương, Lục Ly sẽ nhất định giúp bác đại thần vương báo thù. Dù sao Lục Ly cũng không quá thân với bác đại thần vương, hai người có quan hệ duy nhất là Bàn Vương và Yến Vương. Yến Vương không chết, quan hệ giữa Bàn Vương và Lục Ly cũng không tốt, nếu suy đoán theo tình huống này, giết chết bác đại thần vương cũng không nhất định là địch với Lục Ly. Nhưng, một khắc đánh chết bác đại thần vương, tất cả chí tôn thần giới phía thần giới đều rõ ràng trong lòng bọn họ và lục ly đã đối lập nhau sau khi lục ly đi ra khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ vì sao thần giới gặp đại nạn ác ma vẫn chưa hoàn toàn đánh tan đám người tả khâu lộ lại bắt đầu nội chiến mục đích của bọn họ là cái gì tự nhiên là vì giữ gìn địa vị bá chủ vô thượng của tứ đại thế lực siêu thần muốn giữ gìn quyền thế bọn họ tiếp tục xưng bá thần giới giữ gìn vận mệnh phía trước, vậy phải đánh chết lục ly. Một núi không thể có hai hổ. Tứ đại thế lực siêu thần là một con hổ, lục ly là một hổ khác. Song phương không liên quan với nhau, có ngươi không ta. Viên thần đan của sinh tử điện vì sao vẫn không dùng, một là bởi vì điện chủ sinh tử điện không chịu nổi dược lực, nguyên nhân khác, có lẽ là chuẩn bị cho lục ly. Nói cách khác, trước khi vưu tinh lão ma không bị giết chết, tứ đại thế lực siêu thần đã bắt đầu bố cục bắt đầu mưu tính làm sao giết chết lục ly chuyện này thật khiến nhiều người cảm thấy thất vọng đau khổ nhưng đây là sự thật tứ đại thế lực siêu thần sở dĩ vẫn là bá chủ của thần giới đó là bởi vì bọn họ lấy lợi ích của mình làm trung tâm về phần nói vì sao kết luận bác đại thần vương là do đám người tả khâu lộ giết chết điểm này yến vương dường như không cần nghĩ nhiều bởi vì theo tác phong làm việc trăm vạn năm của tứ đại thế lực siêu thần việc này dường như không có trì hoãn cường giả của ác ma giới hẳn huy động toàn lực, nhiều cường giả nhân tộc như vậy đuổi giết, cho dù có cường giả ác ma giới tiếp ứng, cũng sẽ không chết nhiều trí tôn thần giới như vậy. Hơn nữa vì sao trùng hợp như vậy? Bác đại thần vương nơi u yến đã chết hết, không dư thừa ai. Yến vương rối loạn trong lòng, nàng cũng không biết làm sao, bác đại thần vương đã chết, bằng vào một mình nàng, cho dù có thiên địa thần trận thì làm sao có thể chống lại đám người tả khâu lộ. Yến vương suy nghĩ một đêm, Ngày hôm sau hạ mệnh lệnh, nàng tuyên bố thông cáo, báo cho mọi người nơi U Yến, toàn bộ ác ma đã đánh tan, nhân tộc nơi U Yến có thể tự do trở về thần giới, xây dựng lại gia viên. Phía thần giới kỳ thật vẫn còn ác ma sót lại, nhưng Yến Vương đã không thể quản quá nhiều. Nàng phải đưa nhân tộc nơi U Yến về thần giới, nếu không nơi U Yến loạn như vậy, thiên địa thần trận thật dễ dàng bị nội gian phá hư. Nàng phải kéo dài thời gian, để phía thần giới trở nên hỗn loạn, như vậy, đám người tả khâu lộ nhất định phải ổn định thần giới trước, thời gian tiến công nơi u yến sẽ kéo dài. Nàng còn đang đợi Lục Ly trở về. Nếu Lục Ly không thể trở về trong thời gian ngắn, hoặc trở về chiến lực giảm bớt, nơi u yến nhất định bị giết hại, gia tộc cửu đại thần vương đều sẽ bị giết. Đồng thời, Yến Vương triệu tập tất cả cường giả nơi u yến về một chỗ, tùy thời chuẩn bị nên đón công kích của tả khâu lộ. Ở đại quân thần giới chỉ còn 3 chí tôn thần giới, yến vương âm thầm truyền tin cho bọn họ lập tức trở về thế lực nơi u yến như gặp đại địch nhưng dân chúng bình thường không biết tình hình bộ phận dân chúng bình thường tỏ ra bi ai với cường giả chết đi bộ phận bắt đầu chúc mừng chiến thắng chúc mừng hảo kiếp thần giới thuận lợi vượt qua đương nhiên càng có nhiều người dũng mãnh tiến vào thần giới trở về quê cũ thông cáo của yến vương có tác dụng dẫn đường mãnh liệt rất nhiều thần linh đều bừng tỉnh vô số địa bàn phía thần giới không có một bóng người Nói bọn họ đều trở về xây dựng lại gia viên, không bằng nói bọn họ trở về đoạt lại địa bàn. Thần giới quá lớn, thần linh thần giới lần này chết đi nhiều lắm, địa bàn lớn như vậy không người chiếm cứ. Chỉ cần là người có chút chiến lực, cho dù người có thể sánh bằng chiến lực phủ quân, đi thần giới đều có thể có được một vùng địa bàn, đều có thể có được vô số tài nguyên bảo địa. Không chỉ có con dân thần giới, còn có rất nhiều võ giả có chút chiến lực của nơi u yến, đều dũng mãnh tiến vào thần giới đều đi chiếm địa bàn. Cùng lúc đó, các đại gia tộc Tây Hải, Nam Hải, Ác Ma Hải vực đều phải phản hồi, mục đích chỉ có một, trở về thần giới, tranh địa bàn. Khi tả khâu lộ mang theo cường giả thần giới trở về, thần giới đã loạn thành một đoàn. Nguyên nhân hỗn loạn là rất nhiều địa phương thần giới ẩn núp ác ma, còn có số lượng ma nô lên đến trăm triệu. Những ma nô này tụ tập lại một chỗ, phần lớn lại rải rác khắp nơi, gặp người liền giết. Nguyên nhân gây loạn thứ hai là các gia tộc lớn nhỏ tranh đoạt địa bàn, khai chiến lẫn nhau. Yến Vương hạ lệnh để thám báo thần giới ban đầu do Bàn Vũ thấm thống lĩnh, lần lượt phụ trách dẫn dắt gia tộc mình, hiện tượng hỗn loạn của thần giới tự nhiên truyền đến phía đám người Tả Khâu Lộ. Đám người Tả Khâu Lộ thương nghị một phen, chia hai đường, đường thứ nhất là đại quân trở về thần giới, tiêu diệt ác ma và ma nô còn sót lại, đường thứ hai là âm thầm hành động. Tả khâu lộ tự mình xây dựng một tiểu đội thám báo tin anh, tìm tòi cả thần giới. Trong đó chính là nơi u yến. Tiểu đội thám báo này giữ bí mật đối ngoại nghiêm khắc, phụ trách giám sát tình huống cả thần giới, tìm kiếm cường giả ác ma ẩn nút. Đương nhiên, tiểu đội thám báo tin anh, nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm. Lục Ly Theo lời nói của tả khâu lộ với tiểu đội thám báo, Lục Ly và vưu tinh đại đế trong lúc giao chiến gặp trọng thương, giờ này chỉ còn một tia sinh mệnh, phải lập tức tìm được, để điện chủ sinh tử điện tự mình trị liệu. Tả khâu lộ còn nói còn mấy bác dực ác ma hiện giờ ẩn núp ở thần giới, đang tìm kiếm lục ly. Cho nên tìm ra không thể công khai, tả khâu lộ để đội thám báo giữ bí mật với tất cả mọi người, không tiếc trả giá lớn tìm lục ly. Lấy cớ phi thường đàng hoàng, đội thám báo này tổng cộng 500 người, 10 người đại năng vô cấp thần giới, một người trí tôn thần giới. 500 người này kỳ thật rất rõ ràng, Tả khâu lộ hé môi, trắng chặt răng, hắn phải thừa dịp lúc lục ly suy yếu nhất, tìm được hắn, giết chết hắn. 500 người nói là giám sát thần giới, kỳ thật toàn bộ ẩn núp tiến vào nơi u yến. Bởi vì đại chiến cuối cùng của lục ly và vưu tinh đại đế ở nơi u yến, căn cứ bản ghi chép của sinh tử điện, dược lực của viên thần đang kia chỉ có thể chống đỡ một hai canh giờ. Một khi dược lực tiêu tán, trong một canh giờ khẳng định sẽ phản vệ. Nếu vận khí lục ly không tốt, có lẽ sẽ lập tức chết đi. Nếu vận khí tốt còn có thể sống sót. Nhưng, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ hôn mê, thời gian hôn mê ít nhất 3 tháng đến nửa năm. Sau khi tỉnh lại, căn nguyên thân thể cũng sẽ tổn hại thật lớn, chiến lực suy giảm mạnh, hơn nữa lưu lại di chứng mạnh mẽ. Sau khi tỉnh lại thế nào thì tả khâu lộ cũng mặc kệ, nếu có thể tìm được lục ly lúc hôn mê, vậy xem như một đại năng siêu cấp thần giới cũng có thể thoải mái giết chết lục ly. Lục ly mất tích, hẳn là bị bàn vũ thấm giấu đi. Bởi vì bàn vũ thấm cũng mất tích, chuyện này thật rõ ràng. Lấy phong cách hành sự của bàn vũ thấm, muốn tìm thấy lục ly thật khó khăn. Cho nên bọn người tả khâu lộ trở về thần giới, mục tiêu sưu tầm của bọn họ rất rõ ràng, hơn nữa phía thần giới loạn như vậy, bọn họ cũng cần trở về chỉnh đốn một chút. Con dân thần giới lần này chết đi rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục hỗn loạn nữa. Nếu không sẽ tổn thương căn cơ của thần giới. Hảo Kiếp lần này, Nguyên Khí Thần Giới đại thương, hiện tại hẳn là lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, tuyệt đối không thể chết thêm người. Ngoài Tả Khâu Lộ tọa trấn, tất cả cường giả đều phái đi, một là thanh trừ ác ma còn lại và ma nô, thứ hai là ngăn lại võ giả bạo loạn. Tả Khâu Lộ hạ lệnh, bất luận kẻ nào, nếu tàn sát công kích, một khi phát hiện, toàn tộc giết chết. Tin tức này truyền ra, thần giới quả nhiên an tĩnh lại, ít nhất không dám quan minh chính đại khai chiến chém giết nhân tộc bất loạn, đám người tả khâu lộ thoải mái đi nhiều. Nhưng số lượng cường giả quá ít, ác ma và ma nô phân tán ẩn núp quá nhiều. Muốn phân ra một bộ phận cường giả đi Tây Hải, Nam Hải, ác ma hải vực, hộ tống con dân nhân tộc trở về, người hoàn toàn không đủ dùng. Mặt khác, tả khâu lộ triệu tập 500 tinh anh tìm kiếm lục ly khắp nơi u yến, vậy càng thêm thiếu người. Cho nên, tốc độ thanh trừ rất chậm, phỏng chừng muốn dẹp yên cả thần giới, ít nhất mất 3-4 năm. Đám người tả khâu lộ thật ra không vội, cửa ra vào của vực sâu tội ác đã hoàn toàn bị phong kín ác ma giới lần này nguyên khí đại thương, cũng tuyệt đối vô lực xâm lấn thần giới lần nữa. Cho nên thanh trừ tất cả ma nô, ác ma chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sớm một ngày trễ một ngày mà thôi. Đối với đám người tả khâu lộ, mấu chốt nhất là lục ly, bọn họ đã động thủ diệt bác đại thần vương, đã động kiếm rồi, nhất định phải tìm lục ly chém chết. Đáng tiếc. Thời gian trôi qua hai tháng, nơi U Yến cũng không truyền đến tin tức gì. 500 người tra xét xung quanh nơi U Yến, Yến Vương cũng không quấy nhiễu, thoải mái để 500 người này hoạt động, nhưng 500 người này vẫn không chiếm được chút tin tức hữu dụng nào. Cửu đại thần Vương hoạt động ở nơi U Yến nhiều năm, giờ đây, đại bộ phận con dân thần giới về thần giới, nơi U Yến đối với gia tộc cửu đại thần Vương như hậu hoa viên. Một đám người ngoại lai lui tới hậu hoa viên, bọn họ có thể cung cấp tình báo không có cửa đâu lục ly được bàn vũ thấm giấu đi chỉ có một mình bàn vũ thấm biết lục ly ở đâu hiện tại bàn vũ thấm đã mất tích đừng nói đám người ngoại lai like, cho dù thám bám thế lực lớn nơi u yến muốn tìm lục ly cũng khó như lên trời trên thực tế trong khoảng thời gian này nơi u yến đích xác có thế lực lớn tham gia tìm kiếm mấy thế lực lớn này còn là thế lực siêu phẩm thật rõ ràng con cháu bác đại thần vương có xúc động rất lớn với mấy thế lực này, bọn họ đều bị thuyết phục, đều hướng về tứ đại thế lực siêu thần, trở thành chó săn. Sau khi Yến Vương được tin tức, vẫn không có hành động gì, cũng không ra tay tiêu diệt mấy thế lực này. Nàng làm như không biết, Yến Vương thành an tĩnh đáng sợ. Có gia nhập của thế lực lớn, nhưng số tìm tòi cũng gia tăng mấy lần, còn có người âm thầm treo giải thưởng, chỉ cần tìm thấy tung tích của lục đại nhân, lập tức ban thưởng trăm triệu thần nguyên. Cái cớ mở giải thưởng cũng thật đường hoàng, nói rằng Lục Ly bị thương nặng, hy vọng tìm được hắn, trị liệu thật tốt cho hắn. Sau khi tin tức truyền ra, càng nhiều thám báo và võ giả gia nhập đại quân tìm kiếm. Rất nhiều người không phải vì thần nguyên, mà thật sự muốn tìm hắn để trị liệu cho hắn. 500 người chuyển dời phương hướng tìm kiếm, bắt đầu tìm bàn vũ thấm, chỉ cần tìm được bàn vũ thấm, có lẽ sẽ tìm được Lục Ly. Bọn họ thu mua rất nhiều võ giả của bàn vương gia, rốt cuộc tìm được chút tin tức. Từ mấy tin tức này, thám báo của thần giới cuối cùng tìm đến Yến Vương Thành. Bởi vì bọn họ thu được tin tức, bàn vũ thấm tiến vào trong một bí cảnh, cửa vào bí cảnh cũng ở Yến Vương Thành. Chẳng lẽ Lục Ly và bàn vũ thấm đều ở trong hôi giới rồi? Thủ lĩnh tiểu đội thám báo tin anh là Tả Khâu Long, cũng là trí tôn thần giới duy nhất của Tả Khâu gia ngoài Tả Khâu Lộ, hắn ra kết luận. Bàng Vũ Thấm mang theo Lục Ly đã hôn mê tiến vào trong bí cảnh tên là Hôi Giới. Bàng Vũ Thấm vẫn luôn chăm sóc Lục Ly, chuyện này dễ lý giải. Sau khi Yến Vương trở về vẫn tọa trấn Yến Vương Thành, cũng vì bảo hộ cửa vào Hôi Giới, như vậy suy ra, khả năng này thật lớn. Tả Khâu Long truyền tin về dự đoán này cho Tả Khâu Lộ, để hắn định đoạt. Bằng vào đám người Tả Khâu Lộ, muốn đánh vào Yến Vương Thành, chính là người si nói mộng. Đại chiến của Lục Ly và Vưu Tinh Đại Đế đã trôi qua 3 tháng, đợi đến khi bọn tả khâu lộ đi nơi u yến, tiến vào hôi giới sợ cũng mất 4 năm tháng, Lục Ly rất có thể đã thức tỉnh. Ai cũng không biết di chứng của đan dược kia thế nào, sau khi Lục Ly tỉnh lại, chiến lực có thể suy yếu mấy thành. Đến lúc đó, tìm được Lục Ly, sẽ bị một đao của hắn đánh chết. Sau khi tả khâu lộ thu được tin tức, trở nên vô cùng rối rắm. Phía thần giới chưa định, thời không thành vẫn chưa xây dựng xong xung quanh còn có ác ma và ma nô tàn sát bừa bãi trong khoảng thời gian ngắn tả khâu lộ không biết làm sao cho phải hắn triệu tập chí tôn thần giới của ba thế lực siêu thần còn lại còn có vài chí tôn thần giới nước phụ thuộc cùng nhau thương nghị thảo luận có nên lập tức khởi hành đi nơi u yến không kết quả thảo luận tự nhiên xuất hiện khác nhau vì danh lục ly rất thịnh dưới tình huống không tra xét rõ ràng rất nhiều người không dám sàng bậy nếu không một khi ra tay đối phó Lục Ly, đó là kết cục không chết không ngừng. Đương nhiên cũng có người tỏ vẻ phải lập tức tiến vào nơi u yến, nếu không khi Lục Ly khôi phục lại, sớm hay muộn cũng phải thanh toán, đến lúc đó mọi người đồng dạng phải chết. Một đám người thương nghị suốt một buổi tối, lúc hừng đông, rốt cục thống nhất ý kiến. Phải nói là do tả khâu lộ hạ quyết tâm, tả khâu lộ quyết định mang theo 10 chí tôn thần giới, lập tức chạy đến nơi u yến, tiến vào hôi giới chém giết lục ly thần giới tiêu diệt ác ma và ma nô sớm một ngày trễ một ngày cũng không sao, lục ly thì phải nhanh chém giết. Về phần hiện tại đi công kích lục ly, cục diện sẽ biến thành không chết không ngừng. Điểm này đám người tả khâu lộ không lo lắng, một khắc bác đại thần vương bị giết, bọn họ đã không còn đường lui. Không có đường lui. Lạc Hoàng không tham gia hội nghị của tả khâu lộ, là hai chí thân thần giới của thần tượng tông đi. Sau khi nàng thu được tin tức, khóe miệng lộ ra tươi cười thê lương, Nàng thống khổ nhắm mắt, thì thào. "Lục Ly, thật xin lỗi, việc này ta căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tông chủ như ta không khác gì con rối. Ta chỉ có thể ở nơi này cầu nguyện cho ngươi, ngươi nhất định phải sống sót, sống sót." Lục Ly Kỳ thật đã tỉnh rồi. Hắn ở trong một bí cảnh rất nhỏ, bí cảnh này nhỏ đến mức thần niệm của Lục Ly tùy tiện đảo qua thì có thể đảo qua mấy lần. Linh khí thiên địa trong bí cảnh phi thường loạn, ánh sáng thật tối cũng không có bao nhiêu thực vật, động vật thì hoàn toàn không có, càng đừng nói đến con người. Đặc sắc duy nhất là có một tòa núi lửa nhỏ, cho nên không khí nhiệt độ bên trong thật nóng bức. Nhưng Lục Ly hiện giờ lại cảm thấy dị thường rét lạnh, giống như hắn còn đang ở đấu thiên giới, khi chưa tu luyện huyền lực, vào mùa đông bị người khác nhốt vào hầm băng. Hắn không chỉ cảm thấy thân thể lạnh, còn cảm giác sâu trong linh hồn hắn đều truyền ra hàng ý. Giờ phút này, hắn suy yếu đến mức không mở mắt ra được, chỉ có thể cuộn thân thể lại theo bản năng trên mặt hắn không còn chút huyết sắc nhất là môi trắng như tuyết sắc mặt phi thường khó coi toàn thân hắn đều đang phát rung không ngừng run rẩy hoặc nhìn cực kỳ khó chịu chiêu chiêu tiểu bạch ở bên cạnh không ngừng kêu lên nó rất lo lắng nhưng nó hoàn toàn không biết phải làm sao chỉ có thể nhiễu loạn mấy vòng xung quanh lục ly không ngừng kêu trên lục ly lần trước ở lục cốc sơn đã bị thương căng nguyên để lại di chứng đặc biệt sợ lạnh. Sau đó mới tốt hơn một chút, nhưng lần này lại bị thương nặng căng nguyên sinh mệnh, cho nên vô cùng sợ lạnh. Giờ phút này, hắn đang nửa tỉnh nửa mê, mông lung cảm thấy mình giống như đang ngâm trong hầm băng, cảm giác lạnh đến đáng sợ, lạnh đến mức khó chịu nổi. Ước chừng qua một ngày, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn vẫn suy yếu đến không thể mở mắt, hắn biết mình hiện giờ ngay cả phàm nhân cũng không thể giết chết hắn thậm chí ngay cả lực khí vận chuyển thần lực cũng không có, hắn không biết làm gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chờ đợi thân thể cường đại của hắn khôi phục lại như cũ. thân thể của hắn còn có thể chống lại công kích của chí tôn thần giới. theo lý thuyết, năng lực khôi phục phải phi thường khung bố, nhưng lần này khiến hắn thất vọng rồi. có lẽ do căn nguyên sinh mệnh bị thương tổn quá nghiêm trọng, lần này đợi suốt ba ngày, hắn vậy mà cũng khôi phục quá nhiều. 3 ngày hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống hắn gian nan đi lên mở to mắt vô lực liếc nhìn tiểu bạch mở đôi môi trắng bệch nói mấy chữ yếu ớt đến không thể nghe thấy tiểu bạch ta không chết đâu đừng lo lắng sau khi nói xong hắn lập tức nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống vận công thần lực lưu chuyển trong cơ thể đủ mang lại năng lượng và sức sống cho thân thể có thể giúp thân thể suy yếu nhanh chóng khôi phục hơn hắn nuốt xuống mấy viên đang dược cao nhất sau khi vận công một ngày thì mở mắt ra, hắn cau mày, trong con ngươi đều là vẻ ngạc nhiên. Hắn vận công chữa thương một ngày, còn nuốt vào mấy viên đan dược, đối với khôi phục thân thể không có tác dụng quá lớn. Thân thể hắn giống như bị phế bỏ, tốc độ khôi phục chậm vạn lần. Hiện, hắn nâng tay lên đều cảm thấy lao lực, cảm giác tất cả khí lực trong cơ thể đều bị rút đi. Thần đan kia quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức rút hết tiềm lực trong cơ thể ta tổn thương đến căn nguyên thân thể và linh hồn ta, khiến bổ dưỡng đang dược gần như miễn dịch với thân thể ta. Thế giới này thật công bình, một người mạnh mẽ tăng lên chiến lực của mình gấp 10, khẳng định phải trả giá lớn. Tăng chiến lực lên gấp 10 vốn là cử chỉ nghịch thiên, cái này giống một người chỉ có thể nâng vật trăm cân, đột nhiên để hắn nâng vật ngàn cân. Cho dù trong một khắc, hắn có thể nâng lên, cũng sẽ khiến thân thể bị thương nghiêm trọng. Lục Ly là gặp tình huống như vậy, mặt ngoài hắn không có thương thế gì nhưng hắn bị thương là mỗi một phần cơ thể mỗi một đốt xương bị thương chính là căn nguyên sinh mệnh ở sâu trong thân thể đã không còn căn nguyên sinh mệnh thân thể này gần như phế bỏ khôi phục tự nhiên cũng chậm lại tốc độ này sợ là không đến vài năm là không thể hoàn toàn khôi phục thậm chí cho dù sau vài năm chiến lực của ta cũng không thể đạt đến thời kỳ toàn thịnh có lẽ cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến tu luyện về sau của ta trong đầu Lục Ly hiện lên một ý niệm, có ảnh hưởng tu luyện về sau hay không, Lục Ly cũng không quá để ý, hắn chỉ cầu chiến lực nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, như vậy, hắn có thể an nhàn sống sót tại thần giới, không cần lo lắng tứ đại thế lực siêu thần tìm hắn gây phiền toái. Hắn cũng có thể mang hết người nhà đến thần giới, trở lại Ngân Long Sơn tìm Lục Ly, hết thảy đối với hắn là hoàn mỹ. Giả tâm của hắn kỳ thật cũng không lớn, cũng không muốn tranh giành tiếng vào Nhị Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên cũng không muốn uống rượu với chủ thần, tuy lúc trước hắn từng nói vài lần. Ta hôn mê bao lâu rồi? Không biết tình huống bên ngoài thế nào? Lục ly nghĩ nghĩ, rất nhanh khẽ lắc đầu, cho dù bên ngoài long trời lỡ đất thì có sao? Giờ đây, hắn ngay cả chiến đao hàng phong cũng không cầm nổi, hắn ra ngoài thì có năng lực gì? Dùng không thành kế có thể dọa lui địch nhân. Hắn vừa lộ diện, đám người tả khâu lộ sẽ sợ tới mức tè ra quần sao. Lục Ly vẫn không cuồng vọng như vậy, cho nên sau khi nuốt mấy viên thiên địa thần dược, hắn tiếp tục bế quan, mặc kệ thế nào, hắn ít nhất cũng phải cầm nổi đao kiếm, có thể phóng thích sát đế quỷ trảm. Đồng dạng, mấy viên thần dược mấy ngàn vạn thần nguyên được nuốt vào bụng, dược lực cũng khuếch tán toàn thân. Nhưng không có tác dụng quá lớn, thậm chí Lục Ly cảm thấy không khác gì một ngày mình tự tu luyện, đây thật là phung phí của trời. Trong nhẫn của Lục Ly vẫn còn rất nhiều thần dược, nhưng không dám lãng phí như vậy thân thể hắn căn bản không thể hấp dược lực của linh dược nuốt bao nhiêu cũng không có ý nghĩa quá lớn theo tốc độ này nếu ta có thể phát ra thêm một lần công kích ít nhất cũng phải hai tháng sau khi tu luyện thêm hai ngày lục ly bất đắc dĩ thở dài lần này không mở to mắt mà tiếp tục tu luyện sau khi chữa thương một tháng hắn chuẩn bị ra ngoài nhìn xem hắn có thể phóng xuất sát đế quỷ trảm ít nhất có thể giết chết kẻ địch gây chuyện có thể uy hiếp quần hùng chắc 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 sau khi bế quan ba ngày lục ly đột nhiên cảm thấy cả người rung lên hắn cảm giác một luồng hàng ý tỏa ra từ trong cơ thể khiến linh hồn của hắn cũng rung lên hắn vội vàng lấy ra nhiều chăn bông bao vây toàn thân mình lại nhưng không có tác dụng gì hắn muốn lấy ra đá lửa và củi gỗ gian nan nhóm lửa nhưng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh rung hàm răng rung tầm cập. hắn không làm được gì chỉ có thể ôm thân thể đi đến gần ngọn lửa, phủ chăn bông thật dày qua người, miệng hắn thật vất vả mới có một chút huyết sắc, giờ đây lại trắng bệt không chút máu. Dần dần, ý thức hắn trở nên mơ hồ, hắn lại bị lạnh đến hôn mê. Một chí tôn thần giới, một thần linh cường đại thân thể mạnh đến mức có thể chống lại núi lớn trấn áp, lại bị lạnh đến hôn mê. Việc này nếu truyền ra ngoài, sợ là không ai tin nổi. Đừng nói thần linh, cho dù là võ giả phàm nhân bình thường, đã sớm không bị hàng nhiệt xâm phạm. Cho dù chui vào núi lửa hầm băng, cũng không vấn đề gì, hiện tại Lục Ly lại bị lạnh đến hôn mê. Hôn mê đến 3 ngày. Chờ Lục Ly từ từ tỉnh lại, hắn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như một khối thi thể. Hắn hơn một ngày mới dãy dụ ngồi lên, đầu vẫn cứ rung, giống như một lão giả đang bệnh nguy kịch. Di chứng, di chứng của đan dược này đến rồi. Lục Ly thở dài, ánh mắt trở nên mê mang với tình trạng hiện tại của hắn, có khác gì phế nhân? Cho dù hắn ra ngoài, có năng lực làm gì? Tả khâu lộ đến đây rồi sao? Trong yến vương phủ, lăng thanh diễn lười biến nằm trên gốc rễ gốc cây đại thụ ở hậu viện, trong tay nàng vẫn ôm con linh thú màu trắng. Trong nàng như vậy nhìn không ra là bá chủ nơi u yến, càng giống như một quý phu nhân xinh đẹp. Nàng nhận được truyền báo của thám báo, trên mặt không có thần sắc dao động gì, chỉ thản nhiên phất tay để thám báo đi xuống bên người nàng đứng hai chí công thần giới đây là hai chí công thần giới còn sót lại trừ nàng ra ở nơi u yến chí công thần giới còn lại đều giao chiến chết trận với ác ma hai chí công thần giới này hơi lo lắng đứng sang một bên chỉ dám nhìn mặt lăng thanh diễn nhưng không dám nhìn quá lâu bọn họ rất rõ ràng yến vương này không yếu đuối như vẻ bề ngoài mấy năm nay nàng dùng vô số mạng người chứng minh cường đại và tàn nhẫn của nàng có rất nhiều mỹ nhân Tuy Yến Vương có thể đẹp đến mức khiến tất cả nam nhân tâm động, nhưng nếu dùng tánh mạng đánh đổi, vẫn là lỗ nặng. Lăng Thanh Diễn không nói gì, hai chí tôn thần giới này tự nhiên không dám nói nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó. Ước chừng qua một nén nhang, Lăng Thanh Diễn mới vất tay nói. Phái người đi hôi giới, để thấm nha đầu xuất hiện đi. Tin tức đều truyền ra ngoài rồi, tả khâu lộ lập tức tìm đến cửa, núp bên trong cũng không có ý nghĩa gì. Dạ một chí tôn thần giới lập tức đi an bài, Lăng Thanh diễn lại trầm mặt, khép hờ mắt, hoặc nhìn phi thường nhàn nhã. Sau nửa ngày, chí tôn thần giới kia đã trở lại, mang theo bàn vũ thấm và Trì Hy Nhi. Trì Hy Nhi vừa tiến vào, lập tức khẩn trương nhìn xung quanh, không nhìn thấy người nàng muốn gặp, lúc này mới lo lắng hỏi. Yến Vương Điện Hạ, ca ta đâu rồi? Không biết. Lăng Thanh diễn vẫy tay, để Trì Hy Nhi đến đây, nàng nắm tay Trì Hy Nhi, nói đừng lo lắng khi nha đầu thấm nha đầu kia có ngọc phù bản mạng của ca ngươi hắn không chết được rất nhanh sẽ trở về vù mắt hai chí tôn thần giới sáng lên chỉ cần lục ly trở về sẽ không còn chuyện gì nữa trong mắt bọn họ lục ly là tượng trung cho vô địch chỉ cần có lục ly đám người tả khâu lộ đến đây chỉ có thể chịu chết các ngươi xuống trước đi hết thảy đã có ta lăng thanh diễn phất phất tay hai chí tôn thần giới thả long hành lễ cáo lui. Chờ hai người đi rồi, Lăng Thanh Diễn vung tay bố trí cấm chế cách âm, ánh mắt nàng nhìn bàn vũ thấm nói. Thấm nha đầu, nén bi thương. Sắc mặt bàn vũ thấm thật bình tĩnh, giống như đã sớm biết tin tức bàn vương đã chết, nàng vuốt cầm nói. Nợ này sớm hay muộn phải tính sổ cùng bọn họ. Lăng Thanh Diễn đột nhiên vương ngón tay, điểm lên mi tâm Trì Hy Nhi, Trì Hy Nhi lập tức mê mang. Lăng Thanh Diễn lúc này mới hỏi tình huống lục ly thế nào rồi không biết bàn vũ thấm lắc đầu nói ta đưa hắn vào trong một bí cảnh hủy diệt cửa vào bên trong có tế đàn truyền tống chỉ có hắn có thể đi ra chúng ta không vào được cho nên tình huống hắn thế nào không ai biết được chỉ biết là không chết ngươi làm đúng lắm lăng thanh diễn khen ngợi gật đầu hỏi tình huống bên ngoài ngươi đều biết rồi chứ biết Tuy bàn vũ thấm tiến vào hôi giới, nhưng lúc trước nàng đã thống soái tất cả tình báo, cộng thêm huyết nhận đường, tình huống bên ngoài nàng rõ như lòng bàn tay. Nàng dò hỏi. Yến Vương, ngươi có sách lược ứng phó không? Có. Lăng Thanh Diễn nở nụ cười, nói. Biện pháp đơn giản nhất, chúng ta dẫn người trốn vào trong bí cảnh, phong kín bí cảnh. Bọn họ muốn tìm bí cảnh, còn xây dựng tế đàn truyền tống thì cần thời gian. Cho dù như vậy, nơi u yến có rất nhiều con dân đệ tử mấy gia tộc cửu đại thần vương phải gặp tai ương chuyện này sợ là không ổn bàn vũ thấm nhíu mày gia tộc cửu đại thần vương nhiều người như vậy sao có thể chuyển dời đi nhanh được nếu không dời đi đám người tả khâu lộ phải chịu ra tấn nghiêm hình thậm chí truy sát tâm tích các nàng đến lúc nơi u yến sẽ nổi dây huyết vũ tinh phong ta biết không thỏa đáng cho nên ta cũng không chuẩn bị đi lăng thanh diễn nhún vai nói Ta chuẩn bị tử chiến, Bác Đại Thần Vương còn lại đã chết, ta là thần vương duy nhất, tự nhiên phải lưu lại. Nơi này là ngọn nguồn của chúng ta, nơi này có con dân của chúng. Trừ phi chúng ta chết hết, nếu không tuyệt không cho phép đám người Tả Khâu Lộ bước vào nơi u yến này một bước. Ngươi có nắm chắc? Sắc mặt Bàn Vũ thấm trở nên khó coi, giống như nhớ đến cái chết của Bàn Vương, ánh mắt nàng hơi đỏ lên, trong chỗ sâu con ngươi đều là nỗi hận khắc cốt ghi tâm. Ngươi nghĩ sao? Lăng thanh diễn hỏi ngược lại, nàng đứng dậy đặt trì hy nhi lên ghế dài, phất tay nói. Ngươi mang hy nha đầu đi Tây Hải. Ngươi ở lại cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mấy ngày nay ta sẽ dàn xếp con dân gia tộc cửu đại thần vương vào bí cảnh. Ngươi chăm sóc tốt cho hy nhi, nếu không nàng xảy ra chuyện, lục ly đi ra ngoài, ngươi cũng không thể bàn giao lại cho hắn. Ta không đi. Bàn vũ thấm thật kiên quyết nói. Gia Gia đã chết, ta là bàn vương thế hệ tiếp theo nào có thần vương vứt bỏ con dân mình chạy trối chết thanh diễn tỷ tỷ ngươi cảm thấy vũ thấm là người như vậy sao ai lăng thanh diễn cũng không khuyên nhủ xua tay nói vậy ngươi an trí hy nha đầu ít nhất chúng ta phải còn mặt mũi ăn nói với lục ly được bàn vũ thấm ôm trì hy nhi rất nhanh rời đi cước bộ dị thường kiên định đại địch đáp xuống nghĩ nhiều vô ích chỉ có tử chiến Yến Vương và bàn vũ thấm rất nhanh an bài mọi chuyện, rất nhiều đệ tử của cửu đại thần vương được di dời suốt đêm, đều đưa vào bí cảnh. Thần giới rất lớn, nhưng không có chỗ an toàn tuyệt đối, chỉ có thể tạm an trí trong bí cảnh. Lăng Thanh diễn xuất động ở ngày thứ ba, mang theo hai chí tôn thần giới, đi đến thế lực siêu phẩm. Sau nửa ngày các nàng rời khỏi thế lực này, mấy vạn người thế lực, tất cả cường giả ngoài đại năng thần giới đều bị chém chết, không ai sống sót. Lại qua 10 ngày, lại có bốn thế lực lớn bị giết, đều là Lăng Thanh Diễn tự mình động thủ. Lúc trước, tất cả thế lực giúp đám người tả khâu lộ ra xét tin tức, toàn bộ đều bị Lăng Thanh Diễn giết. Lăng Thanh Diễn dùng thủ đoạn thiết huyết nói cho mọi người nơi u yến, người phản bội, phải chết. Đương nhiên, nàng đang gián tiếp tuyên chiến với đám người tả khâu lộ, cho thấy quyết tâm tử chiến của nàng. Cùng lúc đó, Lăng Thanh Diễn ra mệnh lệnh, để đám người tả khâu lộ cút khỏi nơi u yến, nếu không nàng sẽ xuất kích. Nàng còn hạ lệnh chiến đấu, tất cả đại năng thần giới nơi U Yến đều tập hợp ở phía nam, chuẩn bị liều mạng một trận với tứ đại thế lực siêu thần. Một vài tin tức truyền ra, Bác đại thần vương cũng không phải do ác ma đánh chết mà bị đám người Tả Khâu Lộ ám sát. Giờ đây, Tả Khâu Lộ còn mang theo 10 chí tôn thần giới, muốn đánh vào nơi U Yến, muốn dẹp yên tất cả thế lực lớn nơi này, thống nhất cả thần giới. Là quan trọng nhất là, bọn họ lần này đến còn có một mục đích vì đánh chết lục ly đang bị trọng thương. Tin tức truyền ra, cả nơi u yến chấn động, vừa mới đánh lui ác ma, tứ đại thế lực siêu thần vậy mà khẩn cấp nội chiến. Còn chặn sát anh hùng nhân tộc, chủ cứu thế, lục ly. Trong khoảng thời gian ngắn, kích động đến quần chúng, tin tức còn do bàn vũ thấm cố ý truyền bá đi thần giới, cả thần giới nhất thời nhộn nhạo lên. Rất nhiều người thiếu chút nữa trực tiếp bạo động Mặc dù vô số người thần giới đang mắng chửi nhưng Tả Khâu Lộ vẫn mang theo 10 chí tôn thần giới, tiếp tục truyền tống về phía bắc, không chút dao động nào. Lịch sử luôn do người thắng sửa chữa, Tả Khâu Lộ rất rõ ràng điểm này, chỉ cần hắn thắng, hắn thậm chí có thể nhận định Lục Ly thành kẻ xấu trên sử sách. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đám người Tả Khâu Lộ ngay từ đầu truyền tống ẩn mình, sau khi tin tức truyền ra, 11 người lập tức công khai truyền tống nghênh ngang. Thần giới đã không còn nhiều cường giả nơi u yến chỉ còn lại ba chí tôn thần giới ai có thể ngăn cản mười người tả khâu lộ tả khâu lộ đứng mười hạng đầu thần bản mang theo mười người có năm người đứng hai mươi hạng đầu thần bản thời gian lăng thanh diễn đạt chí tôn thần giới quá ngắn cũng không phải mạnh nhất trong cửu đại thần vương nếu tính theo thần bản nhiều nhất cũng chỉ cỡ hạng bốn mươi hai chí tôn thần giới khác càng không đáng nói sợ là một chí tôn thần giới nào của thần giới cũng có thể áp chế bọn họ nếu nơi u yến không phải có một thiên địa thần trận trận chiến này sẽ không có gì trì hoãn cho dù có thiên địa thần trận đám người tả khâu lộ cũng có lòng tin phi thường lớn thắng trận chiến này bởi vì đám người tả khâu lộ đều hơi có hiểu biết với thiên địa thần trận từng thực nghiệm vài lần hơn nữa cơ quan khống chế thiên địa thần trận đám người tả khâu lộ đã tìm hiểu rõ ràng sau nửa tháng đám người tả khâu lộ đã vượt qua thần giới vượt vực sâu kia tiến vào cánh đồng hoang vu Bọn họ dừng lại ở cánh đồng hoang vu, cũng không mạo mùi tiến vào nơi u yến. Khi thiên địa thần trận mở ra, có thể bao phủ phía nam nơi u yến. Đám người tả khâu lộ cũng thu được tin tức, đại quân nam bộ nơi u yến tập hợp, tất cả đại năng thần giới và đại năng siêu cấp đều đến đây, chuẩn bị dùng thân thể, máu thịt chống lại tiến công của đám người tả khâu lộ, thề sống chết bảo vệ nơi u yến. Không cho đám người tả khâu lộ tiến vào một bước. Đám người tả khâu lộ rời khỏi đây, 500 người ở tại cánh đồng hoang vu, bọn họ trước tiên tìm được tả khâu lộ, báo lại tình huống nơi U Yến. Truyền tin cho Yến Vương, chúng ta muốn tiến vào nơi U Yến tìm kiếm lục ly. Năm ngày sau nếu còn không nhường đường, chúng ta chỉ có thể tiến công. Tả khâu lộ phất phất tay, một thám báo đi truyền báo, câu trả lời của Yến Vương không ngoài dự liệu của quần chúng, để đám người tả khâu lộ hãy rút lui, nếu dám xâm lấn nơi U Yến, không chết không ngừng. Thời gian trôi qua từng ngày, vào ngày thứ tư, đám người tả khâu lộ liền tiến công. Bọn họ là tập kích đột ngột, nghĩ muốn thừa dịp Yến Vương không kịp phản ứng, muốn trực tiếp giết vào nơi U Yến. Giết! Tả khâu lộ mang theo 500 người tiên phong, hơn nữa là chia làm 10 tổ, giống như 10 mũi tên nhọn bắn vào. Tác dụng của 500 người này thật rõ ràng, hấp dẫn hỏa lực, làm phân tâm, đồng thời hấp dẫn lực chú ý của đám người lăng thanh diễn, giúp tả khâu lộ tìm cơ hội công kích. Vù, trong núi lớn một vệt sáng như ngân xà sáng lên rất nhanh xuyên qua núi lớn mặt đất phụ cận ngưng tụ ra ngân võng thật lớn trong ngân võng này tản ra ngân quan rạng rỡ phàm là võ giả trong ngân quang đều cảm thấy chủ thần bám vào người toàn thân không còn chút khí lực giết lăng thanh diễn triệu tập mấy vạn võ giả thấp nhất cũng là đại năng thần giới chiến lực của mấy vạn người đều được tăng cường tuy cũng không tăng đến gấp 10 thì cũng tăng đến bảy tám phần Lăng Thanh Diễn không lộ diện, bàn vũ thấm thống lĩnh mấy vạn người, nàng truyền mệnh lệnh, vô số võ giả chen chúc hành động. Bên này xuất động 5.000 người, đồng dạng chia làm 10 tổ, vọt vào trong đại quân. Ngân tuyến trong núi lớn dần ẩn xuống nền đất, thiên địa thần trận biến mất, đây là bàn vũ thấm cố ý khống chế. Nếu không chờ võ giả của thần giới vọt vào, chiến lực của bọn họ cũng sẽ được tăng cường, thiên địa thần trận này sẽ có ý nghĩa gì? 500 người đấu 5.000 người, còn là 5.000 võ giả được tăng cường chiến lực. Tuy bên này có một chí tôn thần giới tả khâu long, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Nơi U Yến xuất hiện ba đại năng siêu cấp thần giới có thể đối đầu tả khâu long. Ba người này sau khi được thiên địa thần trận tăng cường chiến lực, tuy vẫn chênh lệch rất lớn với chí tôn thần giới, nhưng khống chế tả khâu long vẫn không thành vấn đề. Nhân số gấp 10, chiến lực cũng không sai biệt lắm, kết cục tự nhiên thật rõ ràng người phía thần giới bị chém chết hơn nữa nếu đám người tả khâu lộ còn không động thủ phỏng chừng chút người còn lại rất nhanh bị chém nát như dưa hấu tả khâu lộ vẫn không động thủ hắn vẫn dẫn người tìm hành tra xét ở phụ cận nhưng không phát hiện ra tung tích của đám người yến vương mà hắn cảm giác được chút nguy hiểm nguy hiểm này đến thật kỳ quái lại tồn tại chân thật bởi vì không chỉ hắn mười chí tôn thần giới còn lại cũng có thể cảm giác còn là nguy hiểm trí mạng Giống như trong nơi u yến ẩn nút mấy trăm con hoang thú vương phẩm, bọn họ bước vào một bước, sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Rời đi. Tả khâu lộ đang nghe truyện trên TV audio CV nghỉ nghỉ, tuyền lệnh xuống, võ giả còn lại lập tức rút lui về sau. Tả khâu lộ liều chết cản lại phía sau, rút cục thành công khiến 200 người rút lui. 300 người còn lại vĩnh viễn bị lưu giữ nơi u yến, phía đối phương chỉ chết trận mấy chục người. Nguy hiểm kia là cái gì vậy? tả khâu lộ mang theo đám người lui về sau ngàn dặm triệu tập mọi người cùng một chỗ hắn thấy mười chí tôn thần giới đều tỏ vẻ kinh ngạc chỉ nhìn tả khâu long hỏi các ngươi tra xét ở nơi u yến lâu như vậy cũng không tra xét được tin tức hữu dụng gì sao các ngươi không phải thu mua rất nhiều nội gian sao những người đó đâu rồi gần như đều bị giết rồi tả khâu long lắc lắc đầu hắn để hai trăm người còn lại lui về mới nói ta thu mua một nội gian rất cao cấp ta nghĩ biện pháp truyền tin cho hắn, thu thập bố trí của Yến Vương. Nếu chỉ một người cảm thấy nguy hiểm, có lẽ tả khâu lộ sẽ không để tâm. Nhưng 11 người đều cảm thấy nguy cơ trí mạng, tả khâu lộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 11 người mạnh nhất thần giới đều ở đây, nếu đều chết trận nơi u yến, tứ đại thế lực siêu thần sợ cũng sẽ bị giết. Tả khâu long đi liên hệ nội gian được thu mua, mọi người chỉ có thể chờ đợi ở đây. Tả khâu lộ an bài vài người ra xét xung quanh tuy không nhất định tra xét ra được gì nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn ngồi chờ tra xét nửa ngày không có tin tức hồi báo nào nửa đêm tả khâu long trở lại mang về tin tức khiến mọi người đều kinh nghi kiến vương căn bản không có bố trí gì mọi người sở dĩ cảm thấy nguy cơ trí mạng bởi vì phía này bố trí một đại trận đại trận này không có lực sát thương gì cũng không thể làm suy kiệt lại càng không phải ảo trận Tác dụng duy nhất của đại trận này là dọa người, mọi người muốn đi vào trong đại trận sẽ cảm giác cực kỳ khủng bố, nhưng sau khi tiến vào đại trận sẽ không có cảm giác gì. Có loại kỳ trận quỷ dị này. Tả khâu lộ khó tin, bởi vì bọn họ cũng không cảm nhận được tấm chế dao động gì. Huống chi, vì sao tả khâu long và 500 quân sĩ kia lại không có cảm giác này? Chỉ có 11 chí tôn thần giới cảm thấy ý báo động. Có thể nào là nội gian giả bộ làm phản? cố ý cung cấp tin tức giả khiến mọi người đi chịu chết vấn đề là mọi người từ ngàn dặm xa xôi đuổi đến đây nếu ngay cả khai chiến cũng không dám chẳng lẽ mọi người cứ dằn co như vậy hoặc là cứ như vậy lui về thần giới sao chiến tả khâu lộ trầm ngâm một lát cuối cùng quyết tâm nói trời sáng ngày mai liền tấn công mặc kệ có bố trí hay không chúng ta đều phải thử một lần lục ly chúng ta phải giết chết chúng ta đã không còn đường để lui. Ngày hôm sau trời mới sáng, tả khâu lộ truyền lệnh tiến công, lần này hắn đồng dạng để đám người tả khâu long tiên phong phía trước, nhưng lần này không chia ra nữa, chỉ còn lại 200 người cũng không có gì để chia. Tả khâu long mang đao phóng ra, mang theo hơn 200 người phóng xuống như mảnh hổ. Phía U Yến đã sớm có chuẩn bị, thiên địa thần trận chợt lóe lên, năm 6 ngàn người lập xông ra. Giết! Tả khâu lộ bạo rống, mang theo 10 người, Tuy trong lòng bọn họ vẫn có báo động trí mạng như trước, nhưng bọn họ không quản nhiều được nữa, bọn họ đã không còn đường thối lui. Xuy suy Tả khâu lộ cầm một thanh chiến kích, quét ngang một vòng, thoải mái giết chết hai ba trăm võ giả. Mười người kia cũng uy thế khó chống đỡ, toàn bộ phóng ra công kích, dưới mấy trăm hiệp, mấy ngàn người bị đánh chết hơn nữa. Ô ô! Một tiếng kèn trầm thấp vang lên, hơn hai ngàn người còn lại lập tức trốn đi như nước lũ, trong nháy mắt đã đào tẩu hết. Tình huống gì vậy? Tả khâu lộ hiện giờ lại cảm thấy không hay, nơi U Yến không phải triệu tập mấy vạn quân đội sao? Vì sao không ngăn cản, thoải mái để bọn họ đi vào? Khác thường tất có yêu dị. Đi. Tả khâu lộ suy nghĩ một lát, phất tay để tả khâu long mang đội tiến về trước, bọn họ theo sát phía sau, thần niệm vẫn quét nhìn xung quanh, tìm kiếm nguy cơ ẩn núp. Không sai cảm giác nguy cơ nhàn nhạt trong lòng bọn họ lúc trước vẫn không biến mất ngày hôm qua tả khâu long nói chỉ cần tiến vào nơi này sẽ không còn cảm giác nguy cơ nữa nhưng bọn họ đã vào cảm giác nguy cơ còn nồng đậm hơn trước vài phần bọn họ đều là cường giả trải qua vô số lần sinh tử phi thường nhạy cảm với cảm giác nguy cơ nội tâm bọn họ thật trầm trọng nếu không phải không đường thối lui toàn bộ người đã sớm rút lui một đám người không dám tách ra tốc độ cũng không dám quá nhanh bay thẳng về phía bắc, thần niệm của mọi người đều tìm tòi xung quanh, da đầu hơi rung lên. Bởi vì tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy được nguy cơ. Khắp nơi lại không có một người, an tĩnh đến đáng sợ. Càng không biết càng sợ hãi. Nếu biết địch nhân là cái gì, bọn họ cũng sẽ không luống cuốn như vậy. Các nàng còn có cái gì? Tả khâu lộ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nổi, đám người lăng thanh diễn chỉ có ba chí tôn thần giới, cho dù có thể khống chết một hai hoang thú vương phẩm, bọn họ cũng có thể ứng đối. Chẳng lẽ các nàng khi không có thể biến ra mấy trăm chí tôn thần giới sao? Sương mù đang bay đến. Sau khi bay mấy trăm dặm, tả khâu long phía trước đột nhiên kinh hô, thần niệm đám người tả khâu long quét ra, sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần. Trong ngọn núi lớn mấy trăm dặm phía trước đột nhiên bay ra sương mù, hơn nữa còn thật nồng đậm, còn là sương khói màu lam. Sương mù này rõ ràng có vấn đề, là một loại mê trận. Tiếp tục đi. Tả Khâu Lộ vung bàn tay to lên, phía trước có bố trí, nói rõ đám người Yến Vương rất có thể ở ngay bên trong, chỉ cần đánh chết ba người Yến Vương, vậy có thể nắm giữ nơi U Yến này. Tả Khâu Lộ không nghĩ sẽ phá trận, bởi vì ảo trận trong mắt hắn là không thể bao vây bọn họ. Nơi U Yến cũng không có cao thủ bày trận quá mạnh mẽ. Trong 11 người bọn họ có lão trưởng lão của thần tượng tông, xem như tinh thông pháp trận một đám người tiếp tục đi về trước, rất nhanh tiến vào vùng đất bao phủ đầy sương khói màu lam. Sương khói cuồn cuộn, bao phủ bầu trời, khiến thần niệm mọi người tra xét trở nên khó khăn. Chỉ chút tài mọn này. Thần niệm tả khâu lộ quét qua, cười lạnh, nếu là mê trận cường đại, thần niệm của mọi người căn bản không thể xuyên vào trong làng sương khói màu lam này. Bọn họ có thể miễn cưỡng tra xét, nói rõ, pháp trận này không quá mạnh mẽ. Phía dưới có người ẩn nút, một chí tôn thần giới truyền âm cho tả khâu lộ khóe miệng tả khâu lộ càng cong lên vẻ đùa cực hắn đã sớm tra xét ra võ giả ẩn núp chỉ là đại năng thần giới hắn vờ như không thấy làm bộ bị mê trận bao vây tiếp tục đi tới tả khâu lộ trầm quát thần niệm điên cuồng đảo ra tiến vào trong tòa núi lớn cảm giác nguy cơ càng lúc càng mạnh nói rõ cường giả ẩn núp trong tòa núi lớn này rất mạnh mẽ hắn muốn nhìn thử xem nơi u yến còn có thể có bao nhiêu cường giả có thể khiến bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ khủng bố như thế ô có tòa trang viên ngoài trang viên kia có thật nhiều người chí tôn thần giới sau khi phi hành ngàn dặm chợt truyền âm trở lại thật rõ ràng trang viên kia là đại bản doanh của đại quân nơi u yến bởi vì nơi này ít nhất tụ tập trên vạn người đều dừng lại lúc này tả khâu lộ chợt trầm quát sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Bởi vì, hắn cảm ứng được trong trang viên bốn khí tức cường đại. Cường giả tả khâu lộ cảm nhận được, vậy khẳng định là trí tôn thần giới, nhưng nơi u yến chỉ có ba trí tôn thần giới, còn có một người đến từ đâu. Quan trọng nhất là, trong bốn người, có một người, khí tức trí tôn thần giới vô cùng cường đại, nguy cơ trí mạng hắn cảm nhận được là vọng lên từ trên người người này. 4. Chí tôn thần giới còn lại cũng tra xét ra được, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều xuất hiện vẻ hoảng sợ. Nơi u yến không thể nào bỗng xuất hiện một chí tôn thần giới, khí tức người này còn khủng bố như thế, vậy chỉ có một lời giải thích. Lục ly ở tại đây. Không thể nào. Tả khâu lộ thì thào, thời gian mới hơn 4 tháng, lục ly theo lẽ thường sẽ không có khả năng tỉnh lại. Cho dù tỉnh lại, khẳng định cũng suy yếu đến cực hạn, sao có khí tức cường đại như thế được. Thời gian từ từ trôi qua, trên trán vài người bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh đối với bọn họ lục ly là một tòa núi cao không thể vượt qua là tượng trưng cho vô địch chỉ cần thật là lục ly cho dù cho bọn họ một trăm lá gan cũng không dám đến gần trong lòng mọi người lục ly đã đạt đến chiến lược nhị kiếp thiên thần tả khâu lộ mạnh nhất trong bọn họ vẫn còn kém xa cảnh giới nhị kiếp thiên thần bọn họ lại còn yếu hơn làm sao dám động thủ với lục ly mấy năm nay có bao nhiêu ác ma đã chết trong tay lục ly ba thập dực ác ma đều bị ly chém hết hoặc vì hắn mà chết, về phần bát dực ác ma lại càng vô số kể. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy lục ly chém bát dực ác ma thoải mái như chém dưa hấu. Chiến lực của bọn họ và bát dực ác ma cũng không có khác biệt quá lớn, thậm chí phòng ngự còn không bằng đám bát dực ác ma. Đi! Tả khâu lộ trầm ngâm nửa nén hương, cắn chặt răng hạ lệnh. Tả khâu long ở trước mặt bất đắc dĩ mang đội tiến lên, tốc độ mọi người đều chậm lại gấp 10 lần, bay từ từ đến tòa trang viên kia. Bên ngoài trang viên có rất nhiều võ giả, đều là đại năng thần giới hay là đại năng siêu cấp thần giới. Nhóm người như ẩn như hiện trong làng sương màu lam. Trên vạn người không ai hành động, chỉ cười lạnh nhìn không trung, nhìn đám người tả khâu lộ càng ngày càng đến gần. Vù vù. Một cái nhẫn trong tay tả khâu lộ sáng lên, một quả hắc cầu xuất hiện, tim hắn đập thật nhanh, cả người căng thẳng đến cực hạn. Thần niệm hắn trải rộng, chậm rãi tra xét bốn người trong trang viên nguy cơ cảm giác trong nội tâm hắn càng lúc càng mạnh thần niệm của hắn rất nhanh đảo qua bốn cường giả trong trang viên ba người coi như quen thuộc đúng là lăng thanh diễn và hai chí tôn thần giới khác thần niệm của tả khâu lộ khóa lên người ngồi ở trung tâm quảng trường đó là một nam tử sắc mặt hơi tái nhợt hoặc nhìn như có bệnh ánh mắt hắn vẫn nhắm lại giống như đang chợp mắt là lục ly tả khâu lộ không nhịn được kinh hô một tiếng thần niệm của các chí tôn thần giới còn lại cũng tập trung vào người kia ở trung tâm quảng trường. Người nọ đột nhiên mở mắt, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, rõ ràng là chiến đao hàng phong. Trong tay hắn, hào quang chiến đao lóng lánh, một luồng khí tức cuồng bạo tràn ngập trên người hắn, như vậy thoạt nhìn như là một con rồng đang ngủ say bị đánh thức. Lui! Tả khâu lộ không hề nghĩ ngợi, bản năng bạo rống, thân mình tiến vào trong thiết cầu màu đen, giống như lưu tinh chạy trốn về phía nam tả khâu lộ đã chạy thoát, những người còn lại sao dám dừng. Toàn bộ bay về phía nam, hơn vạn người trong trang viên bay lên trời, phóng thần lực công kích từ xa. Trong phút chốc, lưu quan đầy trời, bao phủ hết 200 võ giả còn lại trong không trung. Hơn 200 võ giả muốn sống sót tự nhiên thật khó khăn, tả khâu long phản ứng thật mau, trước tiên rút lui. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.